Xin chào tất cả các anh em nhé. Sáng nay bình minh của mình là 12:30, vừa dậy phát là nhập cuộc điện thoại này. Nhập cuộc điện thoại của một đối tượng rất là quan trọng, bắt là phải có bắt ngay lập tức này. Bây giờ đang chạy ra bắt xe đến ngay địa chỉ xem đối tượng có vấn đề gì. Cả nhà theo dõi chương trình nhá. Hai công ty hợp nhất thì đối với tôi thì nó chỉ là thời gian thôi, không là bao lâu nữa. Mà tôi chỉ muốn là tôi cũng không chơi một công ty. Tôi bảo ông này là hôm nay sau này thì là không anh chơi luôn. Đặt cân hôm nay là năm bao nhiêu? Năm 19. 19 thì hơn anh em 12 tuổi, lứa bằng tuổi chúng tôi. Ừ, nhưng mà tôi bảo ông đi cẩn thận chắc chắn là sau này quán cà phê không quay được. Tùy quá. Thật ra là tôi rất là mong có một quán cà phê bonsai. Đó thì là anh em ơi, anh em tụ tập giao lưu trao đổi và cũng là rất chơi. Còn người Hà bao giờ là thôi tìm địa điểm biết nói lấy ý tưởng đấy. Câu chuyện bây giờ là đang nêu ý tưởng. Thế bác không làm nhá, thằng cũng bấm làm. Quan trọng người đâu không em ơi, rất thích có người làm. Thằng ơi, rất thích có người làm. Bóng làm và việc cùng bóng. Hiểu rồi, đúng không? Còn cái vấn đề là mình làm và đam mê. Hết. Nếu như mà người ta làm được mà nó đẹp lên thì mừng dữ. Tại sao người ta tăng cái chuyện đấy? Nếu mà cùng bóng nó làm được mà nó hay, anh rất ủng hộ. Ừ, anh ủng hộ luôn. Tại vì sao? Nếu mà tạo ra được một sân chơi để cho anh em mình thưởng thức, đó là hay chứ. Thằng em tao tặng tao mấy lửa, tao cũng giúp tao tặng mày. Bây giờ là chưa nói anh công nhận. Đang xem. Cái máy này là tiếng nặng. Ông xem nó dở hơi đấy. Nó đang cấp. Không được. Tao không giúp đâu, tao không giúp đâu. Tao không giúp đâu, tao không giúp đâu. Mày có hơi chứ. Chứ không nói được. Ông là người. Tao không muốn nuốt. Tao không có tâm. Tao không có tâm. Ông là người có tâm. Ông là người có tâm. Còn nên mới chỉ là người. Người làm được hơi. Nhưng mà nên mới chỉ phải. Cầm cái xe. Em đây
là bạn coi cái thứ là cây này gọi là nhất, còn như là cái bóng đá thì coi cái thứ là gọi là nhân bóng đá đường phố thì càng có nên tên tuổi gì vừa gặp nhau chín trời đổ mưa, mưa mưa trời không. Anh Minh ơi, hay này em cho vào Facebook trực tiếp nhá. Em cứ quay đi, cứ quay thôi. Anh về chắc sửa các lỗ này. Đây em, tôi là Linh Tinh á, anh về chỉnh sửa. Chơi cây bao lâu rồi? Em có chơi cây được. Thật đấy không? Thật đấy không? Bây giờ nhá, Thắng ơi hỏi con chơi cây bao lâu rồi? Con chơi game bao lâu rồi? Tháng 7 năm ngoái. Mình nói với Thắng luôn nhá, quay luôn nói cho anh em biết là nếu như bạn mình thích ý, thì bạn cứ mang về ngắm. Mang về ngắm, mang về chơi. Còn nếu như mà khi làm ngắm chán thì mang giả lại. Đó, riêng tụi mình anh em chơi với nhau nó là như thế. Đừng gặp chết. Bạn hiểu không? Đừng có làm cái cây chích nhăn răng ra được. Chứ còn nếu mà thích thì cứ mang về chơi, ngắm. Đó, khi làm mà không thích nữa thì bảo Hoàng ơi tôi hết hứng rồi. Thì giả đây. Đấy, nó chơi nó là như thế bạn ạ. Chứ không phải là cầm về xong rồi anh em đéo nhìn mặt nhau nữa. Đéo chơi nổi đâu. Đấy, tụi mình chơi là như thế. Thì bật thì đương nhiên nó phải bật như cây nào nó chả bật. Con này đẹp này. Con là hàn bé đấy. Thấy đường đi nó hay không? Nó gọi là cắt từ gốc luôn đấy. Con này cũng hay này. Siêu à. Đấy, thấy dáng siêu chưa? Đúng nét tùng nó phải ngạo nghễ đấy. Mà con này mình làm từ lúc nó sắp chết đấy nhá. Còn lửa đấy, bay lên từ đồng cho tan. Mà lúa của nó là lúa tự nhiên đấy nhá, chứ không phải là đi làm lúa đâu, hoàn toàn là thời gian tự làm hết đấy, chứ mình không động tay vào đâu. Anh em không có máy làm lúa. Tức là nhá, anh chơi con tùng ấy từ hồi mà người ta còn sợ lúa. Sao lại sợ lúa? Ngày xưa các bố nuôi cây kém, các bố sợ nó chết. Ngày xưa là thế, nhưng mà biết đâu là cái lũ này mới là quý này. Lũ đem vào xứ nó sắp chết nhưng mình làm cho nó sống được. Tự nhiên. Nó mới đúng là nhân văn. Đúng rồi. Tức là cái tư duy từ ngày xưa mà con này nó cũng lâu năm lắm rồi đấy. Nghĩa là nó về với mình là lâu phết đấy. Cái đoạn lũ ở trên thân con tường vi này mà cũng đẹp ở đấy bọn nhỉ? Mà mình nhường cho thằng em ấy, nhường luôn đấy. Hồi đó nói thật là nhường thì cũng không đúng. Thật ra hồi đấy lừa thằng em có 2 cây. Bảo địch mẹ, đây tóm lại có 2 cây như thế này. Mày thích chọn cây nào? Nó chọn con mẹ con đẹp hơn. Lừa nó mãi không được. Thì thôi thằng em nó khôn thì nó hưởng thôi. Biết làm nào. Son anh ơi. Mày hơn khôn mà. Nghe anh ơi. Lêu lêu thuận nhìn thế này chắc là tức lắm. lêu lêu.